cũng mong muốn là giữa gia đình với nhà trường kết hợp thôi, chứ còn mình cũng không thể nào mà coi như không thể sáng tối mà theo các con được. Nên đưa vào giáo dục ở trong nhà trường sớm để các con nhận biết được là cái tệ nạn tình dục bây giờ là rất là phức tạp. Sự giáo dục của mình dành cho con, thứ hai là thực sự là một người bạn của con, thì con sẽ tâm sự đúng lúc và mình tư vấn kịp thời thì sẽ tránh hiện tượng đấy. Em chỉ muốn nhà trường có thể phát động thêm nhiều cái chương trình là tránh yêu đương sớm với cả quan hệ tình dục sớm và có thể tuyên truyền về cái việc đấy ạ. Còn về bố mẹ thì em mong là bố mẹ có thể quan tâm bọn em hơn để có thể hiểu được những gì bọn em đang nghĩ ạ. Hai bạn nhỏ nhà mình thì từ khi mà các bạn cũng ở trường ấy là các bạn được học cái lớp kỹ năng sống. Thế nhưng mà trên thực tế thì kỹ năng sống ở trên lớp của cô chỉ là một vấn đề nhỏ thôi. Nhưng mà khi về nhà thì mình thực sự ra với một người mẹ, mình luôn là bạn của con. Mình chia sẻ với con không thiếu một cái gì cả. Vì thực ra là nhiều người thì họ sẽ hạn chế, không muốn nói về cái chuyện tình dục với con. Nhưng mà với nhà mình thì khác hẳn, mình chia sẻ với con mọi thứ. Nhưng mà trong cái giới hạn của con thôi, chứ không phải cái gì cũng chia sẻ. Thế là thực sự ra các con nhà mình cũng nhận thức rất là sớm. Kể cả hai cháu nam và cháu nữ đều nhận thức rất là sớm về vấn đề đấy. Nên với các con thì những cái này các con biết rất rõ, hiểu rất rõ, và thế là nặng, thế là nhẹ.